Rồi, em chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại ở trên màn hình em ạ. 034 830 843. Rồi mình xem video nhớ bấm vô nút đăng ký kênh ha. Để em cập nhật về mấy cái video mới đăng lên cho mọi người theo dõi cho nó nhanh ha. Hôm nay là video 112. Mọi người em về mấy cái món đồ sau đây ha. Rồi, đầu tiên nè, một cái cây hút chì của thương hiệu Hakko. Cái hút chì Hakko của Nhật rất là đẹp. Nguyên thân nó bằng nhôm không ngờ. Nguyên thân của nó là bằng nhôm. Đây, cái mũi bằng nhựa. Nhựa này nó cũng là loại chịu nhiệt nha. Tại vì chì nó nóng mà, mình sử dụng thường tiếp xúc với nóng, nó sẽ làm cái mũi là chịu nhiệt đó, hơi còn rất là mạnh, bấm vô là nghe tiếng hơi nó hút ha. Đó, nó hút cái tay luôn. Rất nhỏ gọn ha, bằng nhôm. Đây, nó cỡ 20 cm thôi. Đường kính nó là cỡ 2 phân. Rồi, cây hút chì này có mã là 112.1, giá bán là 250.000. Cây hút chì của Hakko Nhật. Rồi, tiếp theo về một cái kìm rất là độc ha. Chung kìm này cũng khá là độc lạ. Kìm của Mỹ nha mọi người. Đây kìm của Mỹ luôn. Giúp ta. Thế xem ngàm nó ha, ngàm nó là bằng thép. Thép nhiều lớp nó chồng lên nhau rồi nó gá cái ngàm vô đây ha, vô cái thân đây, tán hai cái chốt tán nè, nguyên cái ngàm thép trên đây nè, nguyên cục thép luôn, nên rất là cứng nha mọi người. Ngàm này chịu rất là cứng, hàng Mỹ thường nó sử dụng cái ngàm này, nó sử dụng ngàm đúc bằng cục thép riêng ha, cái nguyên cái ngàm nó sẽ cho một chất lượng cái ngàm rất là cứng đó, tình trạng nè. Tình trạng đây nha mọi người xem kỹ ha. Đây là cái nút điều chỉnh một tay rất là tiện nè. Đây, một tay rất là gọn luôn, chỉnh hết cỡ lên rồi mọi người, hết cỡ lên là nó sát luôn, sát cái kìm luôn, sát nó sẽ như thế này nè. Rồi xả ra ha, đây bình thường nó sẽ dày. Xả thêm nè. Cái kìm này bóp hết cỡ nó sẽ bằng như vậy mọi người. Nó sẽ cho ra một cái góc là hẳn song song. Cho nên mình sẽ vặn là những cái con nó tương tự như cái mỏ lết à. Đây. Mình bóp hết cỡ đi, như là đang bóp. Giờ mình tăng chỉnh cái này cũng được. Đó, nó như cái mỏ lết. Rất là độc. Đó. Đây. Mình sẽ bóp thử cái cây này ha. Đó,
rất là chắc luôn. Rất là chắc luôn. Nó bóp nhẹ nhàng mà chắc. Cái thế nó bấm rất là nhẹ nhàng. Đây thế rất là nhẹ. Nó dài nè, cái cộng lực nó dài nè. Cái miệng thì nó ngắn. Nên sẽ cộng lực vô rất là lớn, một cái lực bấm rất lớn. Rồi đây em đo kích thước nó nha. Kích thước là 18 cm nha. Cái miệng này nó nè, nó nhả ra hết cỡ đây. Bóp vô. Đây là rộng nhất. Rộng nhất nè. 2 phần 1 ha, 21. Đây nó mở ra hết cỡ là 42 luôn. Đó. 2 phần nè, lưỡi nó 2 phần. Này 1 phần 8. Cái kềm của Mỹ rất là chất. Chọn nhẹ trong lòng bàn tay nha mọi người. Mang theo xe rất là tiện luôn. Dùng nó như là một cái mỏ lết cũng được. Tạo răng này là hẳn nè. Dùng như mỏ lết rất là lịch. Đó. Nên rất là tiện. Hoặc kìm chết, bấm chết. Rồi cái kìm này có mã 112.2 ha, giá 700.000. Rồi tiếp theo là ba món như này nè. Ba món ha. Hai cái hộp đựng thuốc gạt tàn thuốc. Hai hộp gạt tàn thuốc treo xe mọi người. Hộp này nó bằng cái lõi bằng nhôm ha. Nhôm. Hàng này thị trường Nhật, hai cái này nè. Còn cái này là một cái hộp quẹt. Quẹt của Nhật ha. Nhưng không biết bơm ga như thế nào. Đây hộp quẹt này là quẹt ga. Đá còn lửa luôn ha, nè. Lửa rất mạnh. Quẹt Nhật lửa rất mạnh luôn. Đá nó tạo ra lửa rất mạnh. Ok, rồi ba món nha. Bán chung ba món nha mọi người. Nó có mã là 112.3 ha, giá 250.000. Con quẹt rất là nhỏ nhưng mà nó bằng hợp kim ha, nguyên cái này nó bằng inox nè. Rất là nặng. Nhỏ nhưng rất nặng luôn. Rồi. Bán ba món luôn nha mọi người, không bán lẻ ha. Rồi, tiếp theo một cái thước rất là độc. Cây thước bằng gỗ, rất là đẹp. Nói chung nó rất là đẹp nhưng nó độc chỗ là nó có cái la bàn nè. Thước Livo mà có cái la bàn. Và đặc biệt mấy chỗ này đã làm bằng kiến thiệt nè. Kiến nha. Cái này kiến. Cái này là nguyên miếng kiến bỏ vô luôn rồi. Gỡ ra coi được. Này. Nó là nguyên miếng kiến thiệt nè. Cắt ra bỏ vô. Nên xài nó rất là trong mà nó. Nhìn nó làm rất là độc đáo. Trong không bị ố ha, xài bằng miếng kiến thiệt, cái thước làm thủ công rất là độc, ấn nó vô, ấn xuống. Rồi cái thước Livo bình thường đây, vô vẫn có nước bình thường nè ha, nhưng nó làm bằng full gỗ luôn, và đặc biệt có một cái la bàn trên đây, Livo Nhật ha, Japan nè, la bàn. Đó là cái la bàn hoạt động ok. Rất là độc. Đây, kích thước là 30 3 cm nhân 5 phân rưỡi. Rồi, cái thước này có mã là 112.4, giá 350.000. Rất đẹp ha. Cho mọi người về có thể là trưng bày cũng được, rất đẹp. Chứ thường cái đẹp như vậy thì mình chắc ít sử dụng ha. Này này trưng bày rất đẹp. Có cái là bàn rất là hay ha.
Rồi tiếp theo một cái cảo. Cái cảo dây ha. Cảo này cảo dây, cảo mấy cái đồ tròn to to. Như mấy cái lọc dầu, lọc nhớt gì của xe tải hoặc xe mô tô mọi người. Lọc dầu rời á, ở ngoài á. Thường sẽ cảo bằng này nè. Ồ, cái dây này rất là chắc nha. Dây hai lớp. Hai lớp không rồi, dây hai lớp, dây đôi. Rất là dài nữa chứ. Dây này nó tới nó tới 95 gần mét luôn mọi người, tới 95 ha. Đây là cây của Super, thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật, Super Japan. Nguyên thân này bằng nhôm đúc. Cây này thì mọi người chuyên dụng sẽ rất là gành ha, khỏi cần nhìn là biết xài như thế nào rồi. Đây, người chồng nó vô vậy nè. Giờ gạt nó xài thôi. Mở cái đầu tròn á, dụ như cái lọc dầu như vậy nè, vặn nó ra, còn ra thì lấy vậy ngược lại vặn ra đó, lực rất là mạnh nha, lực nó rất mạnh mà nó bám bằng cái này nè, rất ok. Thế nó là nó siết vô không nha, nè, gặt về nó sẽ siết vô cái thế đòn bẩy, rất siết vô nè, đòn bẩy đây nè, tay dài, cái cán dài ha, đòn bẩy. Đây nó bằng nhôm nè, alumin full nhôm. Đây nó mở tới cái đồ rất là bự luôn rồi. Đây, hết dây nó full dây nó nè, rất là bự luôn nha. Một cái đường tròn rất là bự. Tròn này cỡ 30 ha. Rất là to. Đó. Sợi dây nó tới 95 cm mà. Rồi, cái bộ cảo dây này có mã là 112.5, giá 450.000 nha mọi người. Đây, kích thước cái dây nè. Dây này cỡ 3 phân. Chiều dài của cái cây này là 30. Dây đôi 3 phân nha, rất dày, xài sẽ rất là bền. Cây này nó gần như nó xài chắc một hai lần thôi, còn dây còn rất là mới luôn. Đây. Dây chung là chưa có dấu gì là xài nhiều hết á, chưa có dấu dập gì hết á, dây còn rất là mới. Rồi tiếp theo là cái món này, đây là một cây bơm bơm bóng ha, bơm trái banh á, bơm banh của hàng Thụy Sĩ, đây thương hiệu nè, Corky Red của Thụy Sĩ, hơi rất mạnh đây. Nó ra cái lỗ đây nè mọi người, để chuyên dụng nữa bơm banh á, chứ anh mình về mình chọt vô bơm nó ra cái lỗ này nè. Đây là cái kim rất là nhọn ha. Kích thước rất là nhỏ nhưng mà tiện dụng mọi người, 20 cm, 19 nè. Đây cái kim rất là dài, cái kim dài 5,5 phân luôn. Rồi cái dụng cụ bơm banh của Hỷ Sĩ này có mã là 112.6 ha, giá 250.000. Rồi tiếp theo em về một cái cây vít thục của thằng Nhật của Vercel mọi người. Đây tôi vít Vercel đó. À, bộ này gồm có hai mũi mọi người, đây là một mũi dẹt với một mũi BH1 của Baker, với một mũi dẹt. Đây, quay rất là nhẹ nhàng. Đảo chiều nè. Rất là trơn tru luôn, cái loại vít này rất là bền. Nói chung loại vít này rất là bền. Full thân nó bằng thép không gỉ ha. Thép mạ đó. Đây nó có cái khóa nữa.
Mọi người không xài lại thì khóa nè, khóa nè rồi mở. Khóa lại nó sẽ ngắn gọn lại ha. Đây, khóa lại nó còn có 23 cm thôi. Mở ra nè. 30 cm ha. Ở đây là khóa cái mũi. Đây, nó sẽ hành cây vít bình thường. Nó không có xoay tự động nữa, đây tự động. Ha, tự động. Xoay một chiều. Rồi, cái tua vít này có mã là 112.7 giá 300.000. Có hai mũi nha mọi người. Rồi, tiếp theo là một cây kìm bấm cót dùng cho, đây là kìm cót xe máy ha. Chỉ dùng cho mấy thợ xe máy xài nhiều. Đây, cái cót này không dùng. AB. Đó, cái hồng số mọi người xem ha. Này của thương hiệu Nhật AMB. Cây này rất là đẹp. Lưỡi còn rất là đẹp luôn. Đây. Lưỡi siêu đẹp luôn. Rồi. Kích thước của cái cây cót này á là 28 cm ha. Đây cái đầu nó nè, nhỏ gọn. Đây. Cót á mình nên chọn những cây mà mình dùng một tay được mọi người. Chứ những cây mà nó to quá mình cầm một tay dễ đâu luôn có tới đâu mình cầm, nên mình chọn những cây mà mình cầm được ha, nó sẽ tiện cho mình, một tay mình cầm dây điện ha, đó mình bỏ vô. Chứ còn cầm hai tay vậy thì tay đâu mình để dây điện ha. Có những cây cót nó rất là to không có vừa tay mình nữa. Đó. Rồi, cái kìm cót của Nhật này có mã là 112.8 giá 400.000 mọi người. Rồi, tiếp theo đây là 3 món. Đây là cái cục pin dự phòng của Docomo. Đây. Pin dự phòng của Docomo ha. Em sạc thử thì nó còn vô. Nó cũng còn vô nhưng mà dung lượng nó rất là ít đây. Dung lượng nó còn như nói chung sạc mấy cái điện thoại nhỏ nhỏ thì được. Đây nó hết pin rồi nè. Nó có cổng sạc nè, cổng sạc vô nè, cổng sạc vô thông dụng nè. Người thường xài điện thoại như một cổng ra nè, ra USB để xài điện thoại luôn nè. Đó, đơn giản vậy thôi. Rồi với lại hai cái cục này là hai cái cục wifi, phát wifi ha. Đây. Cục này thì cắm trực tiếp vô điện 220. Đó. Mọi người biết cài đặt mấy cái chung cài đặt mạng rồi thì mọi người xài mấy này ha. Đó là điện 220V nè. Nguồn nó là đây. Nguồn nó là 220V, còn thằng này là qua cái nguồn 12V nè. Cắm vô là nó lên. Ví dụ như nguồn 12V nè, em có nguồn 12V nè. Cắm vô thử ha. Đó. Sẽ lên đèn. Đó. Này anten. Mấy đèn báo nè. Nguồn rồi gì đó. Nói chung hàng này em không có rành ha. Mà nó là nó còn sống nè. Mọi người về cài đặt nha. Chúng mình cắm vô mạng mình phải cài đặt lại lại.
Nó có rất nhiều dây cắm mạng ha. Cái này on-off nữa, on-off scooty là bảo vệ gì nè. Đó. Thương hiệu GPS. Này lên đèn hết luôn rồi, cái này cắm hai điện 22 cũng lên đèn. Chung còn sống. Nó là cục sạc luôn nha. Đó là mà còn một chức năng nữa là cục sạc điện thoại. Đây AC. Nè. Che là sạc. Nè, nó ra lỗ USB để sạc nè. Ra lỗ để sạc điện thoại ok luôn. Sạc điện thoại nó sẽ ra 5V 1A nha, đây. Rồi, ba cái cục này nha, ba món này em bán chung vô mọi người, bán cho mọi người về biết cài đặt thì xài ha, nó còn sống á nhưng mà phải cài đặt. Rồi mã là 112.9, giá 300 ngàn. Bán chung luôn nha, em không có bán lẻ ra. Rồi, nay cuối cùng là một cái đây. Một cái bộ kìm bấm code rất là đẹp. Đây, hàng này của thị trường Nhật luôn. Đây, nó để tiếng Nhật không nhiều người. Nó còn đủ cái bộ code của nó luôn. Bộ code cho người về sử dụng luôn nè. Đây, mấy code này giống như code xe máy nè. Đây, code đó thì bọt vô cái này nè mọi người. Một cái cao su ngoài nè, đầy đủ hết ha. Đó. Đây, code nói về điện nè. Đó. Cái kèm còn rất mới luôn, chưa sử dụng. Đây, còn rất mới luôn, còn khít luôn. Có nhiều tính năng nha mọi người, như 5 tính năng ha. Là một là cắt dây điện trên đây nè, đây cắt dây điện. Đây cắt dây điện ha. Đây, cắt dây nhôm cũng được luôn nè. Này cộng dây nhôm nè. Đó, rất bén. Rồi này bấm code nè. Này cắt tia rang nè. Mấy cái tia ốc nè, cắt được luôn. Bấm code, rồi chuốt dây điện. Rồi 5 chức năng ha, kiềm đa năng. Đây kiềm đa năng. Như bộ mũi code luôn. Mũi hộp. Đó. Rồi, cái bộ code đa năng này có mã 112.10 ha, giá 400 ngàn. Rồi, em xin kết thúc cái video ở đây mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ. Hẹn gặp lại.